hát cho lòng ta thật thoải mái, vui tươi cùng nhau sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời, bước vẫn bước bao niềm tin trong từng giây phút, cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Phương Mai xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, Bảo tàng Văn học tại Hà Nội là nơi giới thiệu, trưng bày, lưu giữ những hình ảnh, tác phẩm, tư liệu của các tác giả văn học Việt Nam qua nhiều thời kỳ. Đây thực sự là điểm đến thú vị cho những ai yêu thích văn học. Hãy cùng Vui Sống Mỗi Ngày khám phá bảo tàng này ngay trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu chương trình với những phần tin chọn lọc. Bạn đã lên kế hoạch du lịch trong thời gian sắp tới chưa? Một gợi ý nhỏ nhỏ cho chuyến du lịch mùa này chính là tham quan các đảo, quần đảo xinh đẹp của Việt Nam. Tiếp theo đây là một số gợi ý. Quần đảo Cát Bà. Quần đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh này được xem là quần đảo lớn nhất Việt Nam với 367 đảo lớn nhỏ. Trong đó, Cát Bà còn gọi là đảo Ngọc là hòn đảo lớn nhất trên tổng số 1969 đảo trên Vịnh Hạ Long. Theo truyền thuyết, tên Cát Bà còn được đọc là Cát Bà vì một thời các bà các chị ở đây đứng ra lo việc hậu cần cho các ông đánh giặc trên một hòn đảo lân cận, đảo Các Ông. Hòn Khoai, đây là tên một cụm đảo thuộc tỉnh Cà Mau cách đất liền 14,6 km, nằm về phía tây nam thị trấn Nam Căn thuộc huyện Ngọc Hiển. Tên gọi này xuất phát từ việc hình dạng của nó trông giống như củ khoai khổng lồ. Đến Hòn Khoai, bạn còn được chiêm ngưỡng, tìm hiểu và khám phá hệ thống đảo đá, đồi và rừng nguyên sinh gần như còn nguyên vẹn, hay ngắm một vùng biển bao la trên ngọn hải đăng lâu đời. Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất Việt Nam này là địa điểm lý tưởng cho một chuyến du lịch nghỉ dưỡng hay dã ngoại. Có hai cách để ra đảo là đường thủy và đường hàng không. Đảo Ngọc mê hoặc cả du khách trong và ngoài nước với những bãi biển tuyệt đẹp, những danh thắng vừa kỳ vĩ vừa nên thơ. Ngoài những thắng cảnh của thiên nhiên, những cơ sở sản xuất nước mắm, rượu sim hay ngọc trai cũng là những điểm tham quan độc đáo của đảo. Đảo Lý Sơn. Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi sẽ mê hoặc du khách với màu xanh của biển, của trời, những hàng dừa lay theo gió, cùng những ruộng tỏi xanh ngát, những bức vách đá núi lửa, những ngôi chùa độc đáo, những bãi tắm tuyệt đẹp và món gỏi tỏi không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức.